Mi lát đi công chuyện, nó dắt đây là ít người nghe hết lắm. Chào Thái Hùng Quân, bữa nay anh đổi cái nick khác hả? Anh chào. Chị chào em, chào hết diễn đàn, chào các anh chị em Dạ. luôn. Chị định không có lên Dạ. nhưng mà có cái anh mà người nông dân chị lên, Ừ. tại vì chị cũng để ý anh nông dân này nhiều lắm này. Chờ chị tí xíu thì chỉnh cho Dạ. anh nghe. Dạ. Alo. Dạ nghe rồi chị. À, người nông dân á, là hồi bữa là lấy cái đích là tên là Châu La Khải, anh Châu La À. Khải. Nói cho anh Châu La Khải nghe, mình là người Việt Nam, mình nghe những gì mà người ta nói rồi mình nghĩ coi người ta nói đúng đúng chỗ nào và sai chỗ nào, mình phản biện. Chứ đừng có mà cứ ngồi ở dưới á, nói người này nuôi heo nái, người kia thì nuôi bò, ăn nói mất dạy quá, mất dạy. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó, không không có nói xấu, đây là nói thiệt luôn chứ không có nói xấu. Nói mà nói trước sau lưng mới gọi là nói xấu, còn đây là nói trước mặt luôn. Rồi xong, gọi là người nông dân biểu là lật đổ cộng sản để cải cách ruộng đất. Nhớ là chắc ảnh nhớ là năm xưa là cải cách ruộng đất để mà lấy của người giàu mà chia cho người nghèo, mà cái thổ mà địa chủ á. Ảnh nghĩ bây giờ á, là giống chắc như ngày xưa là lật đi rồi lấy, những ai mà có hai cái nhà chia cho ảnh cái nhà. Bị hoang tưởng, anh bị hoang tưởng cái chỗ đó. Người nông dân tỉnh lại đi. Hồi ngày hôm qua là ngày hôm kia là chị có nói trên diễn đàn của anh Quốc Dũng là chị nói Dạ. nó tục một tí. Chị xin lỗi hết diễn đàn chị tục một tí. Những cái người mà bị hoang tưởng á, thò cái tay vô trong hắn bứt một cọng lông, nó đau lên cho giật mình lên để mà tỉnh lại, tỉnh Đúng lại, đừng có sống hoang tưởng nữa. Nó nói chị là người cộng sản, thề luôn, chưa bao giờ biết cộng sản là gì. Đang là một cái người công nhân, hiện giờ chị đang ngồi trong nhà chị là công nhân, mà chị nói đất nước càng ngày càng nghèo nàn, đi lên càng đi xuống, chửi một cái nữa đang ngăn đi xuống cái mã cha tụi nó. Từ cái thở mà năm 97, 98, 99, cả một xóm nghe nhờ một cái điện thoại, một cái điện thoại bàn, mà chỉ có 20 năm, 19 năm, chưa tới 20 năm, mỗi một người hiện giờ đang tham gia diễn đàn, mỗi một người ít nhất là hai cái điện thoại. Điều đó là có chứ không phải là không. Hiện giờ những người mà đang ngồi comment lên là toàn bộ là người nào cũng hai cái điện thoại chứ không phải là một cái điện thoại. Mà tại sao gọi đất nước đi xuống, đi xuống ở đâu? Nói mà phải nhìn rồi phải nhận, mà phải nghĩ mình nói đúng là mình nói sai. Còn cái anh Châu La Khải, người nông dân đây, một người nói mình sai là mình không sai, hai người nói mình sai mình nhìn lại mình, ba người nói mình sai hoàn toàn. Mình về mình ngẫm nghĩ lại rồi mình hãy kêu gọi anh nông dân đừng có nghĩ là lật đổ cộng sản, cải cách lại ruộng đất, cải cách lại nhà cửa, là đừng nghĩ là tôi có hai cái nhà tôi cho anh cái nha, anh mơ, anh đừng có mơ. Mà đúng ra là chị không có lên tiếng đâu Hà My, chị không có lên tiếng, mà từ cái ngày 10 tháng 6 chị mới bức xúc, chị mới lên. Chứ từ hồi giờ chị cũng có Facebook, chị cũng có tham gia, chị cũng có xem sơ sơ thôi chứ chị không có tham gia nhiều. Mà từ cái ngày mà biểu tình á, là chị cầm những người biểu tình, những người biểu tình nghe tôi nói nhưng ngu hơn con chó, ngu còn hơn con chó, chứ đừng có nói là ngu còn hơn cái đứa con nít, thì tôi còn lịch sự nha, tôi phải dùng cái chữ là con chó. Tại sao đất nước mình đang bình yên, con của mình đang đi học, học ra trường làm, mà cứ đòi đi ra đòi xào xáo lên, đa đảng lên, đa đảng lên, ai là người đứng lên cầm quyền, rồi bắt đầu đảng này đánh đảng kia, rồi bắt đầu là đánh lộn, chém giết nhau, bắn với nhau để mà giành những cái cuộc chiến như vậy, thì mấy người nghĩ như thế nào? Mấy người nghĩ như thế nào? Đang yên đang lành, đang yên đang lành, đất nước đang bình yên, còn gọi là mất đất nước. Tôi xin lỗi mấy người, nhưng mấy ông to ông lớn, mấy ông lãnh đạo, mấy người sợ mất nước một, mấy người sợ mất nước một, mấy ổng sợ mất nước tới 1.000 lần như vậy. Mất nước là mấy ổng là người chết trước, còn mấy người đất nước vô chính phủ khác lên cầm quyền, mấy người chẳng qua là một cái cờ, cầm cái lá cờ hay là một cái ngọn ngọn cỏ thôi, gió ở đâu là mấy người lay theo ở đó, gió ở đâu mấy người lay theo đó. Còn chết không là chết những cái ông lãnh đạo, xin lỗi mấy người nha. Thằng cha mày, người nông dân tao tham ô, tham mấy thằng cha mày, có người tham ô tao làm công nhân chết mẹ tao đi.
Tao nói cho mày nghe, tao được đến ngày hôm nay, tôi được đến ngày hôm nay là tôi lao động, chị em tôi lao động. Từ cái năm mà 90 mấy, 80 mấy, 90, chị em tôi khổ mà khổ trần ai luôn, không thể tưởng tượng được. Mà tôi được đến ngày hôm nay là ở đâu? Do hai bàn tay của tụi tôi lao động mà ra, chứ không phải là tôi ăn cướp của ai. Rồi những người mà cứ biểu là lật đổ cộng sản đi nha, đừng có mơ cải cách ruộng đất giống như năm xưa nha, quên đi, đừng có mơ. Ở đây là không có chuyện ở đâu. Tụi bay mà nổi lên đi, tao đạp tụi bay chết mẹ tụi bay luôn. Tao nói cho những cái đứa mà đứng lên lật đổ nha, tao đạp chết mẹ tụi bay luôn. Tao nghèo nè, tao là không có một cái chút vũ khí trong tay, sách dao tao đâm từng thằng chết tay chết theo, hứa danh dự tụi bay. Nói cho tụi bay nghe như vậy, tao lao động tao ra chứ tao có ăn cướp của ai đâu. Tao ra mà tụi bay đòi cải cách để tụi bay chia lấy của người giàu mà chia cho người nghèo, tụi bay điên hả? Tụi bay điên hả? Tụi bay có điên không? Còn á, thằng hồi bữa chị có nói bên diễn đàn của anh Quốc Dũng, còn cái gì gọi là mất nước, mất nước bữa chị kể bên bên diễn đàn Quốc Dũng, bây giờ chị nói bên này người cũng đông đông, chị nói cho nghe. Mất nước cái chỗ này, mất cái mã cha tụi bay. Hồi xưa ông bác chị á, ông có chiếc xe đạp, thằng con ông là mất, ông đấy mất rồi con ơi, không rồi, không còn nữa, ông mất tất cả rồi, khó khăn lắm mua xe đạp. Đến ngày hôm nay cái thằng đen chột nó chơi mất nước Việt Nam, tôi tưởng đâu mất cái xe đạp. Cái nước Việt Nam mà làm giống như mất cái xe đạp á, mất cái nước Việt Nam. Sao mà nói chuyện sao mà nó ngu mà vẫn nghe, mấy cái thằng ngu á vẫn nhào lên nghe, tao nói luôn nha, tao nhắn hết. Ngày 4 hay ngày 5 hay ngày 2 gì mà tụi bay biểu tình á, tụi bay vô tù thằng nào tao mừng thằng đó, vô tù thằng nào. Tao nói chung phản động mà vô tù, tao ngồi ở ngoài tao vỗ tay tao mừng. Thiệt phản động mà vô tù, tao ngồi ở ngoài tao vỗ tay tao mừng, tao làm gà tao mừng. Tao nói thiệt, tụi bay vô tù mười mấy đứa, cái con mẹ gì bên Mỹ, bên nước ngoài về 62 tuổi rồi, đồ xăng si. Đồ xăng si, 62 tuổi rồi. Hồi ngày hôm qua chị có coi trên cái mẹ em ổn chị, mẹ em ổn nhảo. Không, rồi. Con mẹ mà vừa mới chịu án 14 năm nó gỡ 14 cuốn lịch á. À đúng rồi, mẹ đó mới coi. 62 tuổi rồi, bây giờ ôn 14 cuốn lịch là 76 tuổi. Chị cho bác cải tạo tốt đi, cho bác giảm án được 4 năm đi, thì bác còn 72 tuổi, chết mẹ luôn. Chứ ra làm ra đời làm cái gì mà đang sống bên một cái đất nước, đang sống bên một đất nước, theo như tụi nó là đất nước cờ hoa, đang sống bên một cái đất nước cờ hoa của tụi nó, mà về bên Việt Nam lật đổ. 62 tuổi bà lật đổ là đạt lật để bà được cái gì? Lật đổ để bà được cái gì? Già rồi đừng có sân si nữa. Rồi còn nữa, bên diễn đàn thằng bên chỗ có một cái con mẹ già nữa, hồi bữa là đòi kiếm nhà, con kiếm nhà Hà My, mà bà vừa nói mà bà vừa thở, mà mình ngồi đây mình sợ bà đứt hơi. Già kiếm nhà em đó. Đòi đi kiếm nhà Hà My, tao mà tao thấy được con Hà My là tao chém tao giết. Tao kêu ủa bà đủ sức để bà cầm cái cây, bà chống cây gậy có nổi không, chứ đừng nói là bà chém bà giết. Rồi còn mấy người nói chứ, xong không, còn cái câu này nữa nè. Ông Nguyễn Phú Trọng đi qua bên nước ngoài đi bằng hai cái đầu gối nè, tao nói tụi bay, bay nghe, ổng đi bằng hai cái đầu gối cũng vì cái đất nước Việt Nam này, chứ ổng không đi cho gia đình ổng. Gia đình ổng á, tao nói thẳng tụi bay nghe, ổng chỉ cần ngàn tỷ thôi, ổng sống như đế vương, không việc gì ổng đi qua nước ngoài, ổng là ổng đi bằng hai đầu gối. Ổng đi bằng hai đầu gối là vì tụi bay, vì cái đất nước này. Tao nói cho mày nghe như vậy nha, thằng người nông dân. Tao nói cho mày nghe như vậy, ổng đi qua bên bên nước ngoài, ổng đi bằng hai đầu gối là vì cái đất nước này, vì dân này, ổng mới đi bằng hai đầu gối. Chứ vì cái gia đình ổng, ổng chỉ cần 1.000 tỷ là ổng dư sống luôn rồi. Tao nói cho tụi bay nghe. Chứ hồi đó tao cũng sợ lắm, tao nhìn tao coi, tao cũng dám tham gia đâu. Mà càng ngày là cái bức xúc của tao là do tụi bay làm ra nên tao mới bức xúc. Tụi bay làm ra tao mới bức xúc. Tao nói cho tụi bay nghe vậy. Mình sống mình phải nhìn, mình phải nhìn cái đất nước của mình, mình nhìn cái gia đình của mình nhìn cái xóm làng của mình. Bây giờ về ngoài quê là đường là bê tông hết. Đúng rồi chị. Bây giờ đi về quê ngõ nào cũng đường bê tông. Hồi đó, hồi xưa mà tao dắt cái xe đạp đi là xình, nó nhét đầy cái bánh xe. Tao phải lấy cái cây tao chọt ra tao mới đi được. Mà ngày hôm nay đi từ đầu trên tới xóm dưới, vô từng cái hốc cái hẻm nào vẫn là đường bê tông. Thì tụi bay thấy đất nước nghèo không? Đất nước có nghèo không? Mà tụi bay ăn xong bởi tụi bay cứ kêu đất nước nghèo, đất nước càng ngày càng đi xuống.
đi xuống em hỏi cha tụi bay, tụi bay đuôi tụi bay mù, người ta nói là đuôi thì còn nghe mà mù thì còn, thì đuôi là còn nghe mà điếc là còn thấy, tụi bay nhìn tụi bay thấy chứ. Thằng còn thằng người nông dân Châu La Khải, người nông dân về nhìn lại cái gia đình mình đi 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 Khải, đây là tôi thiệt tình cũng là người Việt Nam, tôi nói cho ông nghe như vậy, tôi không biết ông bao nhiêu tuổi mà tôi nhìn ông cũng đứng đứng tuổi rồi, ông cũng trên 40 rồi, mình về mình nhìn lại cái gia đình của mình đi, mình thu mình dọn mình gọn dẹp nhà cửa mình cho sạch sẽ, mình dọn dẹp cái nhà mình cho sạch sẽ, mình dạy con mình dạy dỗ con mình, rồi mình từ từ mình lao động mình làm lên bằng hai cái bàn tay của mình, đừng có ngồi mơ mà mua mơ sung mà rụng, sung nó rụng trái nào á mà ngọt á là tụi bay làm thinh, mà trái nào nó chát á là tụi bay chửi cộng sản. Đúng. Tụi bay khốn nạn tới mức độ như vậy. Nó hèn hạ lắm chị. Tụi này nó hèn hạ. Tao thề với tụi bay nha, tao nói thiệt với mấy cái đứa phản động nha, còn mấy anh chị em trên diễn đàn tôi xin lỗi, chứ bữa có một lần tôi tức tôi nói, nó nói tôi là tại sao nói trên diễn đàn mà nói bằng tụi bay, tôi nói tụi bay là tôi nói mấy cái đứa chẳng hạn như con Ngọc Lại Nguyên, Lại Nguyễn này, con Hương Phạm gì nè, rồi người nông dân này, tôi nói những cái người đó là tỉnh lại giùm tôi một tí, tỉnh lại giùm tôi một tí, đừng có mà sống mà sân si nữa, đừng có khốn nạn nữa, tôi phải dùng cái chữ khốn nạn. Nói cho người nông dân nghe nè, người ta có cái biệt phủ cũng được, từ cái bàn tay lao động của người ta ra. Tao hiện giờ nè, năm 92, 93 tao khổ nè. Tao lao động đến ngày hôm nay là 22, 23 năm, tao xây được một cái nhà. Cái nhà tao nhắm mắt kêu 3 tỷ người ta vô người ta lụm liền. Tao đang là nông công nhân, từ cái bàn tay lao động của chị em tao đi lên. Chứ Người cũng tao dân học chưa, xe cũng được vậy, đâu phải là cán bộ. chưa tao chưa tham ô ai một cái gì, chưa lụm ai của một đồng bạc nào của ai hết, tao nói cho mày nghe như vậy. Mày về mày nhìn lại cái gia đình mình giáo dục cái nhà mình dọn dẹp cái nhà mình cho sạch sẽ, tao nói cho mày nghe, mày về mày dọn dẹp cái nhà mình sạch sẽ, đó là mày đóng góp cho nhà nước rồi đó. Mày uống chai nước ngọt mày sợ mày đóng thuế, mày ăn gói mì mày sợ mày đóng thuế, mày kêu dân á, là rút tiền ngân hàng về đi. Tao nói thiệt với mày, nhiều người người ta có 1 tỷ bạc ta gửi ngân hàng, tháng người ta lấy 6 triệu mày rút về người ta sống bằng cái gì, người ta sống bằng cái gì, mày bị rút về, rút về rồi mày ôm 1 tỷ bạc mày có đưa cho người ta tháng được 6 triệu không? Đồ lũ ngủ mà mắt cái tụi bà làm gì có tiền mà rút tiền về chị. Mà chị cũng nói dù cho nó có cũng vậy, của hồi bữa cái thằng nó có cái nick là CH Thọ Tăng, nó có vô thằng nông dân nó đấy, bây giờ nó đi rút tiền chứ để ngày 29 mã cha mày có tiền chó đâu, tiền cái đéo vậy nó mày rút để ngày 29 rồi lật đổ rồi xong mày, thằng người nông dân mày nghe tao nói này, mày nói cái câu này này đúng không, mày kêu ừ đi rút đi về mua vàng với mua đô la cắt đi, đừng có xài tiền Hồ Chí Minh, thằng cha mày, mày nói chuyện mà mày ngu, mày nói chuyện mày ngu, hiện giờ tao đang làm nhưng mà tao tức quá tao ngưng làm. Mày ăn bằng cái gì? Mày đang sống trong Nhiều tay cộng sản. Nếu mà ở trong đất nước Việt Nam này là tụi bay đang sống trong tay cộng sản. mình Nó về như mình vậy. tỉnh lại đi, mình tỉnh lại đi 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 La Khải, mình tỉnh lại đi Châu La Khải, tôi nói thiệt mình tỉnh lại, tôi thấy ông làm ăn thấy nhà cửa ông cũng được, tôi thấy nhà cửa ông cũng cũng có công việc làm ăn chứ đâu đến nỗi nào mà ông canh thù chế độ dữ vậy, ông không có gì mà gọi là canh thù cái chế độ này, nó không có làm một cái gì cho ông căm thù hết. Nó căm thù vì đồng tiền của tụi bác que sổ lá. Không có được bao nhiêu đâu em, không có được bao nhiêu hết, không được bao À. nhiêu, đừng có mơ mộng, không được bao nhiêu hết, tiền của mình Nó là làm mặt ra mà mình còn không giữ được thì đồng tiền mơ mộng thì làm sao mình giữ được, mất mơ dạy, mơ mất cái dạy đó. Ủa cán bộ nó giàu chẳng qua, ví dụ như cái ông cán bộ này ông làm một cái việc đó gì, người nông dân ví dụ ông làm cái gì đó đi, vợ ổng nó đi buôn đi bán rồi nó cũng giàu vậy. Tao này, tao có một con bạn có chồng làm công an này, nó đang đi buôn đi bán này, nó đi buôn bán quần áo ở chợ này, chồng nó làm công an nó giàu đó, thì cái giàu đó đâu ra, giờ nó có giàu, nó giàu mà cấm nó hỏi vô duyên tự nhiên mà muốn cán bộ cứ nghèo ai cũng nghèo hết à, rồi cái không tài cán bộ mà nó sản nghèo đi, nó thăng của bằng ma dại hay là nó sắp mất sang bang đi, thì người ta nói trời ông cán bộ làm ông nghèo chết mẹ, ông làm sao ông đưa dân đi lên, rồi người ta giàu thì mày cũng nói vô chuyện á,
nghe người ta nói Châu, nói Châu La Khải người nông dân này, nghe người ta nói đi rồi mình ngẫm nghĩ lại, mình ngẫm nghĩ lại rồi mình đúng là mình sai, đừng có ăn bậy chửi càng, đừng có ăn bậy chửi càng. Chửi mà chửi bất chấp á là con người nó không có tư cách gì trong đó hết. Chứ tao là mà tôi là người nông dân, tôi là công nhân, hồi xưa ở ngoài quê là tôi là nông dân, rồi tôi bước chân vô thành phố Hồ Chí Minh là tôi là người công nhân, mà đến ngày hôm nay là tôi lao động, tôi lao động mà tôi lên đến ngày hôm nay là nhờ cái sự cần cù, sự tiết kiệm của tôi. Thì mình hãy bắt chước những người đó mà mình lao động đi đi nông dân. Người đó cứ đập phá, đi đập phá đất nước, rồi hô hào biểu tình lật đổ cộng sản. Ồ lật đổ rồi mấy người được cái gì? Nó ở bên đấy nó có về nó lật với mấy người đâu? Nó cứ dụ mấy người vô tù, nó ngồi bên đó nó được tiền, nó dụ mấy người vô tù bên đó nó được tiền. Sao mấy người sao u mê quá vậy? Cướp đất, đất Việt Nam đấy, ai cướp? Ai cướp của chúng bay? Chúng bay đi ăn cướp thì có. Mày 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 ngồi mày comment mỏi tay luôn đó người nông dân. Mày comment mỏi tay luôn, mày vẫn nghèo là bởi vì cái đầu mày nó không có, nó u mê. Mày comment mỏi tay luôn mày vẫn u mê. Đúng chị, chính xác. Mày đừng có comment nữa, mày đừng có anh hùng bàn phím nữa, mà mày hãy đi làm để mà mày tạo dựng cuộc sống của mày để mày đi lên. Chứ mày ngồi mày cứ hai cái bằng mấy cái ngón tay mày bấm vô cái bàn phím đó là mày nghèo suốt đời luôn. Đúng. Tụi bay chỉ có sai chữ cướp ha. Mày ăn xong mày cứ biểu là cải cách lại đi, cải cách ruộng đất lại đi, cải cách ruộng đất giống năm xưa. Năm xưa là người dân người ta quá khổ, địa chủ nó bóc lột là người ta mới cải cách ruộng đất, người ta lấy của người giàu người ta chia cho người nghèo. Còn bây giờ tụi tao giàu lên hay tụi tao có lên là từ tụi tao lao động mà tụi tao lên. Chứ đâu có phải mà tao đi bóp cổ ai mà tao lấy về đâu. Mày biểu cải cách ruộng đất để lấy bớt của người giàu chia cho người nghèo. Ý là tao có hai nhà tao chia mày cái hả? Bây giờ người ta có chủ quyền sở hữu hết rồi. Ông nói chuyện giống như hồi xưa cách cổ lỗ sĩ mà hồi xưa ông đeo khố vậy ông. Muốn là muốn là cải cách lên cộng sản vô, người khác vô. Rồi lật đổ cộng sản đi. Bắt đầu lấy của ai mà hai ba cái nhà cứ chia chia lại cho mấy cái thằng mà xiên ăn mà biến làm. À đúng đó đó chị, chắc vậy quá. Nó mơ vậy thôi chứ nó không có mơ cái gì hết á. Mơ là bây giờ mình ngồi đây đi, mình đừng có làm. Mình chờ ngày 2 tháng 9 này, ngày 4 tháng 9 này rồi bắt đầu cộng sản sụp đi. Rồi tụi bé ùa vô, tụi bé lấy nhà, tụi bé chia. Không có đâu mày mơ, không bao giờ có chuyện nó xảy ra. Chính tỏ nó muốn đi ăn cướp của dân á. Để nổi loạn anh chúng bay đi vô ăn cướp phải không? Đừng có lóc người nông dân. Để nói cho nó nghe Hà My, đừng có lóc nó chửi kệ nó. Em đâu có lóc. Quan trọng. Đừng có lóc nó, để nói cho nó nghe. Em không có lóc. Nó có chửi cỡ nào cũng để nói cho nó nghe, nhiều khi là mưa dầm thấm lâu. Em đợi nào em lóc, từ đó chị Bắc Hồ thì em mà lóc thôi. Đúng rồi. Chị Bắc Hồ mà em mà lóc chứ không. Mình ngồi mà mình nghe tụi nó kêu gọi, sáng sáng là chị hay vô thằng bên chột với thằng Tân Thái, chị nghe thử nó nói những gì, rồi nó nói những gì, rồi dân mình nói những gì. Dân á, thì người thì coi cũng đông, nhưng mà chị nghĩ theo cũng được chục thằng, em 5-10 thằng gì chứ không nhiều. Chống cộng bên kia không à, vô những cái diễn đàn của thằng Tân Thái là toàn những chống cộng bên cổ khu của nó chị ơi. Mà mình á, là mình buồn, là buồn dân của mình, là dân của mình tại sao người ta không có nghe, người ta không nhìn, người ta không thấy. Nhiều người nói chuyện một cách phi lý, nó ngồi nói chuyện một cách phi lý là như thế này. Công an 3-4 thằng tấp nó vô phòng, cởi đồ nó ra hiếp dâm, là cái con mụ quệ ở trên Đắk Lắk, Đắk Nông gì đó, chị nhớ cái con đấy. Mụ già, già mà xanh si lắm. Công an nào mà đè bả vô mà bả già, bà cố nội luôn, tôi thiệt, cỡ bả ra đường đứng cho không, không ai thèm. Mà công an nào mà đè bả vô mà để hiếp bả, đánh chồng bả gãy cột sống, gãy cột sống mà đứng lên đi bình thường. Cái cột sống kiểu đó là không biết kiểu gì. Nó dựng chuyện hả chị? Nó dừng chuyện để nói vậy, nó xấu, nó xấu để cho những người khác để theo nó mà. Tụi này ngày nó bữa xấu, nó dừng nói xấu người ta một cách bất chấp, nói xấu người ta không có căn cứ là mang tội vô cùng.
còn nói chuyện cái câu bưng bô cho cộng sản không, nói thiệt với các người luôn, bưng cũng được, chưa bao giờ mà được bưng bô cho cộng sản mà bưng cũng được, cũng đang cầu mà bưng không được, không có cửa vô bưng bô đâu. Nói cho mấy người nghe, dân bình thường của tụi tôi không có cửa vô bưng bô cho cộng sản đâu mấy ông, tới mà quét cái sân của trong cái ủy ban đó nhân còn không có cửa luôn, chứ đừng nói tới bưng bô. Mình nói chuyện mình chửi ai, mình nói ai, mình ngẫm nghĩ thứ cái người đó, người ta đúng hay là người ta sai, người ta sống, người ta đối xử với mình như thế nào, rồi mình hãy hãy chửi người ta, chửi mà chửi không kiêng nể, chửi bất chấp, lớn cũng chửi, nhỏ cũng chửi. Lũ chúng nó là nó không còn cái từ gì nào nữa đó chị, nó là bây giờ nó cố tình để nó xuyên tạc. Lớn cũng chửi, nhỏ cũng chửi, tụi bay chửi bất chấp, tụi bay không biết cái người tụi bay đang chửi là người ta ở ở đâu, bằng người ta như thế nào, người ta đang ở cái vị trí nào, người ta nắm bao nhiêu triệu dân dưới tay người ta, tụi bay chửi bất chấp. Nó là tụi này hả, cái luận điệu của chúng nó 10 thằng đều một cái luận điệu thôi chị ơi, nó 10 thằng chỉ một cái luận điệu thôi. Người nông dân, tao nói cho mày nghe, mày đừng có anh tục nói phét mà nói bậy, cái lòng của mày nó hận thù quá, cái lòng của mày nó hận thù quá, nó làm mày mờ, mày mù quáng. Mà tao cũng hiểu mày hận thù, làm hận thù cái gì, sao mày không lo làm ăn? Cứ ôm hận thù đi, cứ ôm hận thù đi là chết đem xuống hồ thôi, chứ cũng chả giải quyết gì được đất, cái đất nước Việt Nam này tôi Một nó đâu có ông tầm. một một người nông dân, tao nói cho mày nghe, một cái thằng kia nó hận thù, nó vô nó kể với ông sư, nó nói tại sao trong lòng nó hận thù. Ông sư ông nói ừ con để một đống khoai lang, cái mỗi một lần con hận thù là người một người nọc lượm một của cái lăng, con bỏ vô bao ông xách đi, nó xách đầy cái bịch khoai lang tây, nó mệt quá nó vô nó nói ông biểu con sao con vẫn còn con nặng nề mà con mệt, ông kêu con mệt thì con giục đi, con vứt cái bịch khoai lang thúi ra đây là con hết mệt. Người nông dân, mày nghe cái câu ông sư ông dạy, mình vứt cái bịch khoai lang thúi đi là mình hết giận hơn, mình hết hận thù, mỗi một lần hận thù là con lượm một cái củ khoai lang con bỏ vô cái bao con xách đi, mày xách đi viết rồi mày mệt quá mày cũng vứt à, thiệt luôn á. Đúng chị. Hận thù để làm gì, bây giờ đất nước mình cứ nghĩ, đừng có nghĩ sâu xa, nghĩ cách đây 20 năm về trước, một xóm nghe nghe nhờ một cái điện thoại bàn, một xóm nghe nhờ một cái điện thoại bàn, mà ngày hôm nay mỗi một nhà mỗi một người ít nhất là 2 cái điện thoại. Hiện giờ tôi đang nói chuyện đây tôi vẫn là 2 cái điện thoại mà tôi nghèo nha, chứ tôi không có giàu bằng mấy người đâu, mà tôi vẫn được 2 cái điện thoại. Thì mấy người nghĩ cái xã hội này đi xuống nó đi lên, đất nước này đi xuống nó đi lên. Ta cái kiểu đó mình thấy không có chấp nhận được, ai mà nghe, không ai mà còn nghe. còn còn chị nói thiệt với Hà My, chị cũng không có cờ vàng mà chị cũng cờ đỏ, cờ của người ta tôn trọng, cờ của mình là mình tôn trọng, mỗi một người người ta có một cái sự tôn trọng người ta, mình không ép buộc người ta phải tôn trọng cái cờ của mình, Tôn trọng mà là họ phải yêu hồng. đúng, mình cũng đừng đừng có chà đạp lá cờ người ta, mình muốn người ta đừng chà đạp mình thì mình cũng đừng có chà đạp người ta, là những anh chị Họ có quyền, nhưng đừng chà đạp họ người ta, lại đi 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 chống phá đất nước mình. Họ nếu mà đừng có tôn chà trọng, đạp, họ cứ treo trong nhà của họ, không ai nói gì hết. đúng Đừng có lên tiếng, đừng có xuyên tạc đất nước, đừng có đòi một lật đổ lần, cộng sản để mà tối ngày cái biêu ríu cái lá cờ mà đã chết 40 mấy năm rồi. có một Lá lần cái cờ có cái tiền đó. anh Chí Quốc, chị ngày hôm qua chị có nói, ngày hôm kia chị có nói bên diễn đàn Quốc Dũng, có một lần anh Chí Quốc làm cái lá cờ vàng lễ hồn thiêng sông nước, anh Quốc Dũng anh đang ở Việt Nam, anh Chí Quốc anh đang ở Việt Nam nha, đang ở khúc chỗ đâu chỗ đây, khúc chỗ gần đây, đừng có xúc phạm cái lá cờ vàng cái hồn thiêng sông núi. Chị hỏi là cái hồn thiêng sông núi đã làm được gì cho ai chưa, cái hồn thiêng sông núi của anh Chí Quốc đã làm cái được gì cho ai chưa, đã xây cho ai được cái cầu, xây cho ai được cái trường học chưa, hay là cái hồn thiêng sông núi của anh ở cái nước nào, cái phương trời nào? Lá cờ vô ý nghĩa, lá cờ đó, cái lá cờ gì, lá dẻ cho em kêu lá dẻ, lá không có làm gì cho đất nước này, lá cờ phản quốc, lá cờ dẫn ngoài xâm vào để chà đạp trên đất nước.
Còn lá cờ nó chỉ có mình phép thủ mà ngửi đi. không có đụng chạm tới chính trị, mình không có đụng chạm tới Đảng Cộng sản, mình cũng không đụng chạm tới những người hải ngoại, không hề đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ nói những người trong nước, những người có người nông dân, có cái anh Châu La Khải. Có cái anh Châu La Khải. Anh tỉnh lại một tí xíu đi anh Châu La Khải, anh tỉnh lại. Anh nhìn lại cái gia đình của anh đi, anh nhìn lại cái nhà của anh đi, anh về anh quét, anh dọn, anh lao, chùi nhà anh bớt ra, nhà anh dơ quá. Nhà anh dơ quá mà anh đi lo cái chuyện bao đồng. Tôi vô cái nhà anh tôi nhìn rồi, nhà anh quá dơ mà anh đi lo cái chuyện bao đồng. Hải ngoại không hề đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ nói những người trong nước, những người có người nông dân, có cái anh Châu La Khải. Là chính trị thì mình không đủ sức đâu, không đủ sức để làm chính trị. Không có đâu, cỡ mình là không có cửa đâu. Làm sao mình dám được. Đúng rồi, mình không có cửa đâu, nhưng mà mình nhìn cái hiện tình đất nước của mình là mình lên tiếng thôi, chứ còn mình không có cửa. Mình là đây là lên tiếng là mình bảo vệ cái đất nước mình, là đúng để rồi. cho nó yên bình, để con cháu mình yên bình trong cái đất nước này. Chứ còn mình chính trị hả, cỡ với loài này làm sao mà nói tới chính trị với chính quyền được. Cỡ cái loài này chính quyền họ đâu có thèm tới đâu. Còn người ta tham nhũng thì người ta ra tay, người ta bài trừ. Người ta bài trừ tham nhũng thì tụi bay không bài trừ thì tụi bay kêu bao che. Mà người ta bài trừ đầu tụi bay kêu là thanh trừng, thanh cái mã thằng cha tụi bay. Tụi bay làm giống như giang hồ đi thanh trừng. Người ta chống tham nhũng, chống tiêu cực, tụi bay dùng cái chữ là thanh trừng. Tụi bay ăn nói mất dạy. Mất dạy mà không 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 thể xếp tụi bay vô cái hàng ngũ nào luôn. Chị nhắn mấy đứa dạ, mấy mấy người đó tới đó thôi. Hà My, chị chúc sức khỏe, chị chào hết mấy anh chị em trên diễn đàn nha, hồi nãy giờ.